Xin chào và cảm ơn quý vị khán giả đang xem và theo dõi trên kênh Sĩ Ngân TV. Lời đầu tiên Sĩ Ngân kính chúc bà con, cô bác, anh chị em luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Thì hôm nay mình chia sẻ một cái vấn đề thì cũng khá là phức tạp quý vị, khá nóng bỏng luôn. Thì cha là làm chuyện ấy với hai đứa con gái ruột của mình, đó là đứa tên Linh và một cháu tên Lan. Thì một cháu thì 10, một người chị là 15 tuổi và đứa em là 13 tuổi. Thì anh này thì Duy nghĩ cái đầu của anh bị biến thái hay sao biết quý vị mà làm cái chuyện đó với con gái mình. Thì quý vị thấy thường thường cái chuyện xảy ra này thường thường ở vùng nông thôn quý vị, cái này mình nói thật nha, ở vùng nông thôn là thường đôi khi mà người cha mà nhậu nhẹt quá đó quý vị, thường xảy ra những tình trạng này. Một cái do cái thú tính của cái người cha nữa, nó nói chung có nhiều nhiều sự việc để gây nên một cái chuyện như thế này, cũng như cái việc mà cháu Linh và cháu Lan chia sẻ thì người cha này nhậu hút thuốc đó. Bữa nào mà hút thuốc á mà không có tiền mua thuốc á là quậy tối ngày sáng đêm đó. Quậy kêu là tối ngày sáng đêm luôn, không ai ngủ được, lười biếng không chăm lo lao động. Rồi từ cái chỗ nhậu đó đó mới sinh ra những cái thói hư tật xấu để cả con gái mình. Hai bé rất là dễ thương quý vị, nói chuyện rất là hiền hậu. Bây giờ anh ta thì cũng được pháp luật là nhiều rồi quý vị, được công an bế, pháp luật thì nhiều mà công an thì bế. Thì hôm qua có một bạn quay để chia sẻ thì mình coi được cái clip, thì hôm nay mình cũng chia sẻ đến để cho bà con hiểu, để tránh những, và nhất là những cái bậc mà làm cha để tránh cái sự việc này. Làm thì làm, mình cái mình nói thật nha, ở xã hội thì vợ mình ở nhà có, thí dụ mình nói cái chuyện mà tệ nhất đi, thí dụ rồi những người nào mà sống độc thân nha, mà không có vợ thì ra quán đó thiếu gì quý vị, cái đó mình nói thật luôn, cái này mình nói thôi, dẫn chứng cho mình, không ai khuyến cáo mà mình đi ra ngoài đường để làm những chuyện đó, không, mình là con người đó, bằng xương bằng thịt bằng có khối óc ha, con mình đừng làm chuyện đó, là thú đó, là thú tính đó quý vị, là biến thái luôn, thú tính. Con gái mình còn tương lai của nó nữa, mình làm như vậy á, bây giờ nè quý vị thấy người ta nói hầm chết để gia, người ta đã chết để tiếng. Cái người cha này á, làm những cái việc mà như vậy đó, xâm hại con gái của mình, thứ nhất là miệng đời người ta chê trách, thứ hai pháp luật đâu có dung tha quý vị, rồi tương lai con gái mình nó bị chìm ở dưới đàn xã hội, sau này con mình lớn lên ai dám cưới. Quý vị có khi nào mà quý vị mà cái mình có đôi lời gửi đến cái anh mà cha của bé Lan và bé Linh này nè, mình có đôi lời gửi, anh có bao giờ suy nghĩ cái hậu quả không, suy nghĩ cái tương lai của con anh không, sao anh là cái đầu, anh là mang cái tính gì, cái suy nghĩ gì mà anh làm cái việc đó với đối với con gái của mình. Khi mình coi clip của quý vị, mình rất là bức xúc quý vị, mình rất là bức xúc luôn, nên quyết định mình phải ra cái clip này để cho cái người cha này, nếu mà có nghe được thì phải suy nghĩ và xem xét lại chính bản thân để sửa sai. Mà quý vị thấy anh này hiện tại giờ ngồi ở trong bốn bức tường rồi quý vị, được ông giáo bế, thì anh ta lúc này mình không biết suy nghĩ như thế nào nha, ngồi ở bốn bức tường rồi anh ta có suy nghĩ những cái việc làm mà ở xã hội này không cho phép, cái đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, tòa án lương tâm của mình, người đời không cho phép, đâu mà loạn lưng ý, mà dữ dằn gì á. Bây giờ mình mời quý vị nghe thử một đoạn clip nha. Vừa qua anh nghe có một cái sự việc vô cùng đau lòng đã xảy ra với hai bé, thì đó chính là cha ruột của hai em đã xâm hại. Thì cái câu chuyện này như thế nào và ai là người đã bị chính cha ruột của mình xâm hại vậy em? Dạ hai chị em. Cái gì, là hai chị em? Dạ. Hai chị em đều bị cha ruột xâm hại luôn? Trời ơi,
Vậy thì Lan nè, Linh nè, Linh đúng không? Linh nghe anh hỏi là cái sự việc mà cha của em á đã xâm hại thì đã diễn ra từ lúc nào ạ? Dạ, năm 2022. Năm 2022, năm nay là 2023, đã xảy ra một năm nay rồi. Dạ đúng rồi, từ lúc này em đi làm công ty này. À, đi làm công ty. Vậy là em nghỉ học, em đi làm công ty, xong rồi là cha em đã xâm hại em. Dạ đúng rồi. Quý vị thấy không, người người mẹ đi làm công ty đó, người cha thú tính ở nhà làm việc đó với con gái của mình đó, quý vị thấy không? Những cái hành động này là xã hội không cho phép quý vị. Thứ hai nữa, cái chuyện mà cái người đời luân thường đạo thế đạo lý thì cũng không không cho phép cái vấn đề này. Cái clip này mình khi mà mình coi hết đó thì nghe bé Linh và bé Lan kể đó, mỗi lần á không có thu hút là anh ta phải quậy tối ngày sáng đêm, không có ai ngủ hết. Khi mà mấy bé này nè, khi mấy bé này mệt nằm ngủ rồi, lúc đó người cha thú tính này mới vô mới giở trò hành hành động cái vấn đề phong lưu quý vị. Mình hết biết tưởng tượng luôn, coi cái clip này là mình bủng rủng tay chân luôn á. Mà chẳng những là một đứa con gái làm tới nhỏ, bé Lan 13 tuổi thì cũng mới thạch ở đây luôn. Mới thật là ngày dường như là ngày 26. Mời quý vị nghe tiếp nha. Rồi còn bé Lan là cũng bị cha xâm hại luôn. Dạ đúng rồi. Cha xâm hại khi nào vậy Lan? Cũng năm 2022 mà gần nhất đây là năm 2023 Ngày 26 Tây. Ngày 26 tháng 7. tháng 6. À, 26 tháng 6. Thì gần đây nhất là ngày 26 tháng 6 quý vị. Đó, gần nhất là ngày 26 tháng 6 là người cha thú tính này thịt đứa con gái mà nhỏ nhất của mình là 13 tuổi đó, quý vị thấy không? Đây mà một cái hành động là mình nói là cho anh này đi vô bốn bức tường dài xé lịch dài chục năm á, để cho anh ta lô ghiếp lại ha, rồi ăn năn sám hối với cái hành động của mình. Thì bây giờ anh ta thì cũng được pháp luật trừng trị quý vị. Còn mình nghĩ hai đứa bé này không bao giờ tha thứ cho cha của nó, tại cha của nó làm những cái chuyện mà bất lương, làm những cái chuyện là xã hội không cho phép và người đời không cho phép quý vị. Bây giờ nghe hồi đầu clip hai bé này chia sẻ mình thấy rơi nước mắt. Bây giờ đi ra ngoài đường thì mắc cỡ với xã hội, mắc cỡ với bà con, người ta lại hỏi á, thì hai bé chỉ cúi đầu và khóc thôi quý vị. Cái này á mình cũng mong rằng quý vị á nên san sẻ những nỗi niềm với em Lan và em Linh này quý vị. Cái chuyện này hai em này rất là nhỏ, quý vị đừng có mà dùng những cái lời hoặc những câu hỏi để mà động đến cái trái tim với suy nghĩ của hai em hai cháu bé này, rất là tội nghiệp quý vị. Đôi khi nhiều người lên chỉ trích hai đứa bé này cũng tội nghiệp, sao cha làm vậy mà tại sao không phản ứng không làm. Quý vị nghe hết cái clip này quý vị rất là cảm động. Người cha này quậy sáng đêm đợi mấy đứa bé này thì nghèo đi làm việc chứ mẹ đi làm khóm mặc mằn cỏ khóm, ngủ như là thiệt ngủ như chết, thì người cha mới giở trò đó, quý vị không? Thì trên cái clip này mình chỉ mở một hai đoạn để mình phân tích cho quý vị thôi nha, để mình bình luận chia sẻ thôi. Cái người chị á, mà 15 tuổi đó, là tên Linh đó, là quý vị thấy là làm thứ ba lần, quý vị làm chuyện ấy thứ ba lần với cháu Linh này. Còn cháu Lan gần nhất là ngày 26 tháng 6 năm 2023, cũng ba lần, mỗi người con gái là anh ta làm ba lần. Rồi cái người đừng nên chê trích hai đứa bé này, mà mình nên động viên an ủi cho bé này được hòa đồng với xã hội, với cộng đồng, để hòa mình sống với xã hội quý vị. Mình mong quý vị đừng như vậy và đừng có hỏi những câu hỏi ác ý tội nghiệp hai đứa. Bây giờ là hai bé này đi ra ngoài đường đó, trên clip mình nghe đó rất là mặc cảm với xã hội chứ không phải là không mặc cảm, rất là tủi quý vị khi mà có cái người cha làm những cái hành động như vậy. Thì cái chuyện đó ngoài ý muốn,
chứ không ai mà muốn chuyện đó hết. Cái này là cũng là một cái sự rất là thương tâm đến hai cháu bé này nha quý vị. Còn cái tên đó mình không có thương được. Bây giờ mà thầy chứ mà pháp luật mà kêu mà cắt cái củ quý của anh ta mà giật luôn, mình cũng đồng ý thôi, nếu mà mình đưa hai tay hai chân luôn quý vị. Mấy người này là mang cái tính gì đâu, thật ra mình không hiểu. Thì bé Lan bé Linh kể đó là khi mà làm rồi bắt đầu sáng sáng gặp á, sáng gặp hai đứa con này, cái người cha cúi mặt đi mắc cỡ đó quý vị. Sao ngộ đời vậy ta? Mình nói thật, các con những có những cái loài mà động vật nha, mình không nhớ, có những loài động vật nghe nói cái con ngựa là hay là con gì đó mà cái con của nó mà không biết mà nhảy mẹ ha, là con nó tự động đập đầu chết rồi. Hình như là con ngựa hay gì đó. Nếu con ngựa con mà thí dụ mà sinh ra mà bán đi đâu đó một thời gian mà đem về mà con ngựa con với con ngựa mẹ, mà con ngựa con nhảy con ngựa ngựa mẹ ăn cái thôi, là con ngựa con mà biết ra là đập đầu là chết tại chỗ quý vị. Chứ đừng nói gì huống chi con người, mà con của mình sinh đẻ ra mình bồng bế từ đó là giờ mà mình dở cái thói mà dâm lò như vậy. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp tục nha. Trời đất ơi, là cha xâm hại chị rồi em luôn. Vậy bây giờ nghe anh hỏi nè, là cha bắt đầu là xỉn sai hay như thế nào mà xâm hại tới em vậy? Dạ, với chiều cho đi nhậu gì. Hôm bài tối á, cha ăn cơm xong lên nhà cho ngủ. Xong tới nửa đêm á, em cha xuống. Rồi em tưởng cha xuống cho đi ngủ hay cha làm gì đó em không biết. Xong cái rồi cha em nằm cái chân em á, mỗi lúc sau em ngủ xong rồi cha giám bộ cha ôm em á. Xong cái rồi hỏi cha làm gì cha, cho nó cho ngủ mà con. Xong cái lúc sau á, xong cái rồi Cha ôm em dạ rồi bắt đầu như thế nào, là cha bắt đầu thực hiện cái hành vi. dạ đúng rồi. Trời ơi, rồi Quý vị thấy không? Thì clip đây mình để minh họa cho quý vị nghe và thấy những cái câu chuyện xảy ra trong cuộc đời bé Linh và bé Lan. Thì do người mẹ thì cũng do gia đình nghèo khó, rồi đi làm thêm rồi mướn con thì ở nhà đó, thì người cha mới thực hiện hành vi này. Là một lẽ nữa là đi làm mệt vì mệt đó quý vị, mạnh ai buông ai ngủ, thì người cha này tối ngày quý vị chỉ ăn nhậu và lười biếng thôi. Khi đợi mà con gái của mình mà ngủ mê thì mấy giở trò làm chuyện ấy. Đây là một cái bộ chuyện là phải nói là cần lên tiếng gay gắt với cái tên này mới được, cha của bé Linh và bé Lan này nè quý vị. Anh ta ngồi trên bô bốn bức tường rồi, cứ khi nào anh ta nhớ suy nghĩ về cái gia đình con mình sau này tương lai có chồng có con như thế nào, anh ta có nghĩ cái việc đó hay không? Thật ra mình nghe mà mình rất là chạnh lòng, rất là bùi ngùi quý vị, bùi ngùi thương cho hai đứa bé này. Bây giờ anh ta cái trả giá là được vô bốn bức tường, được trả giá và pháp luật phải trừng trị anh ta. Bây giờ thì hoàn cảnh của hai đứa bé này và người mẹ cũng rất là khó khăn thật sự luôn. Khi mà thấy một cái người bạn mà quay em Linh và em Lan này mà bây giờ giữa đồng trống mà mấy ngày hôm qua nè mưa bão nè, phải là mấy mẹ con phải đi ra làm lưới rồi bắt cá ngoài đồng mưa gió, mình thấy rất là tội nghiệp luôn, thật sự luôn, mình thấy rất là tội nghiệp quý vị. Thì mình mong rằng một lần nữa bà con cô bác anh chị em đừng có nên mà nhìn bé Lan và bé Linh này với cái khuôn mặt kỳ thị nữa, hãy hòa mình, hãy giang tay. Mình phải an ủi, nếu mà cái người thân thì an ủi hai bé, còn những cái người mà quen biết hoặc bạn bè thì đừng nên miệt thị hoặc như thế nào đó. Mình hỏi chan hòa, mình dung những vòng tay mình để an ủi và chia sẻ những tình cảm của mình để bù đắp lại cho bé Lan và bé Linh quý vị. Xã hội này mình thấy thường thường đó quý vị, theo cái góc độ nhìn của mình ha,
cái giới mà mình nói thượng lưu á, người ta không có làm những cái chuyện này. Cái đó mình nói thật, từ trung lưu tới thượng, trừ khi có những cái người mà ở đồng quê dường như cái mặt mà trí thức bị hạn chế, là đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là ăn không ngồi rồi không có việc làm, nhậu xỉn chai, là cái chuyện này xảy ra về mặt xã hội rất là nhiều. Cái này nhà mình nói thật, ở trên xã hội này thiếu gì. Cái này là mình nói chia sẻ một cái, mình không phải là chỉ đường dẫn lối. Ví dụ những người mà có hành động máu xấu đó, mình nói trời đi ra đường nữa, quán đồ thiếu cha rồi đó, vô đó. Cái đó mình nói với những cái người mà không có vợ nha, còn mấy người có vợ, còn vợ con mà còn có vợ mình ở đó đó, chứ cần gì đâu mà cái dục vọng gì đâu mà không cầm nén được cái bản thân này. Mấy con người này là cái tính gì, cái máu gì, không biết cái người cha này là ngồi bốn bức tường rồi suy nghĩ như thế nào á, không biết có ăn năn hối lỗi không, không biết nữa. Mình nói thật nha quý vị, nếu mà cơ quan mà pháp luật hay là có cái luật pháp mà cắt luôn cái này của anh ta, mình đồng ý luôn á quý vị, thật sự luôn. Xấu gì đâu, xấu nết dữ rồi kìa. Hồi đó giờ á, thật ra khi mà mình xem được cái clip này á, thiệt mình ngỡ ngàng, mình bức xúc, mình bủn rủn tay chân, chưa từng thấy luôn. Một người cha mà kêu là bẩn thỉu, mà biến thái, mà làm thịt hai đứa con gái như vậy, làm chuyện ấy trong những đêm mà đứa con mình đã về làm mỏi mệt rồi dở trò. Mà hắn này gì là rất là khôn nha quý vị, giả bộ vô nằm mà ôm gái, mà thật sự ngộ trời, con gái mình mà ôm trời hung trời, con gái mình nói thật nha quý vị, nếu mà nhà, gia đình mà có con gái, nếu mà từ 13 14 tuổi không nên, thí dụ mình thương con mình thì thương thôi, chứ thiệt đâu có mà hung ôm cái chuyện đó được quý vị. Cái này á là mình lên clip mình nói cũng khuyên anh chị em ha, về mà cái vấn đề góc độ gia đình, khi mà con gái lớn á, hoặc là vợ chồng mà khi mà vợ chồng mà con gái của mình ở trong nhà mà nó lớn rồi, nên ngủ riêng, tách ngủ riêng hết, 3 tuổi phải cho nó ngủ riêng, mình cũng vậy. Trời ơi trời, coi cái clip một cái là mình thấy tá hỏa tâm tinh luôn, hai tay bủn rủn. Một người cha thú tính gì vậy nè, làm bây giờ con cái phải là mắt mặt. Mình an ủi mấy bé vậy, cho thật ra mấy bé cũng lớn, cũng có suy nghĩ, 13 đứa, 13 đứa, 15 rất là tuổi, vì sao mình lại có cái người như thế này. Thì cái clip này mình muốn chia sẻ đến đây, chứ mình không muốn chia sẻ thì hồi nãy mình cũng lấy một cái lời thoại của một em mà quay bé Lan bé Linh này nè, để mình dẫn cho để mình dẫn chứng cái câu chuyện, để từ chỗ đó mình mới đưa ra cái bình luận chia sẻ để còn cho bà con anh chị em trong và ngoài nước. Thứ nhất là để cho mấy anh mà say xỉn đó, để tránh những việc này tiếp tục xảy ra ở xã hội mình. Cái này mình nói những cái người mà có máu xấu nha quý vị, chứ mình không có quơ đũa mình nói hết nha. Thật ra đàn ông có những người rất là tuyệt vời, có những người cha rất là ok, có những mẹ, người mẹ anh là dàn người cha lúc nào cũng ok á. Nhưng mà mình muốn nói lên clip này để mình chia sẻ cho những cái người mà thú tính như gì hãy dừng lại đi. Thứ nhất là được xã hội chính sách, thứ hai được pháp luật dạy dỗ nghiêm minh. Quý vị thấy không, như là cha của bé Linh bé Lan này hiện tại giờ thì cũng vô bốn bức tường, phải trả giá thôi với hành động mà của mình thôi. Thì clip đến đây mình cũng chia sẻ vài lời vậy thôi quý vị.